Dạ giờ ông em con D50B mình đang bơm mỡ để đang bơm mỡ để vào đẩy cái ti này ra cho cái dàn xích này nó căng. Rồi chút nữa cái dàn xích này xong cái mình sẽ quay cho các bạn cái clip. Cái này D50B cái xác của nó là 15 tấn, lực ủi này là 12 tấn nha các bạn. Cái lam đó, đây là mình đang căng cho mình đang bơm mỡ để cho nó căng xích. Rồi đây là ủi công trình khoảng 5 đến 10 hecta. Lực ủi rất là lớn. Lực ủi cái xe mà xe 15 khối thì nó chỉ đi khoảng 3 gào là xong. Ông anh mình đang biểu diễn đó. Đây là cái bãi mình ủi đây nè. Rồi mấy anh thợ này đang bơm mỡ ra. Đây là cái lam. Cái lam lam ủi lực ủi là cái lam này là 12 tấn, còn cái này nó đang đi gào thêm đó. Thì cần thiết là bằng thôi nhưng mà hơn mình kệ, mình không có làm gì hết. Đó, D50B Komatsu thì cái này nó là động cơ là 4 máy. Sao biểu diễn đấy anh, biểu diễn được không? Rồi ông anh mình đang biểu diễn. Đây, ông anh mình đang biểu diễn cái này, bữa trước cái clip mình quay không có chuẩn lắm. Hôm nay bắt đầu mình quay chi tiết cho anh em thấy. Đó, đường lam mình chi tiết đó. Rồi lam nó đang lắc lư này, cái ba cái này là cái lam ủi. Thì cái lực ủi này có 12 tấn lận. Xe này thì 3 ti, các bạn thấy là 3 ti. D50B 4 xi lanh, cái xác xe này là 12 tấn lực ủi cực là lớn. Ti ben hoạt động hết. Đấy các bạn thấy không? Bây giờ ông anh đang lên đặt chân á. Chống cái lam xuống lên ủi. Vô số để chạy nha. Đang vô số để chạy. Cái này là mình đang vô số mình để chạy D50B, cái này là 4 xi lanh chứ không phải là B40 nha bạn. Cái này là D50B. Đó, mình đang ủi cái tay đất này đó. Xích thì làm chân nó khá là ok. Ở xa cái xe này chỉ ủi là mấy công trường từ 5 đến 10 hecta thôi, thì cái này 1 giờ nó làm được 1 công á. Đấy, anh em thấy làm xích rất là căng, rất căng làm xích. Đấy các bạn thấy nó ủi không, xíu rồi. Rồi mình căng xích ra đó, cảm ơn, rất là mạnh.
gần 5 phút mình biểu diễn cho anh em thấy thì mình mới căng lại cái dàn xích. Rất xích này còn khá là ngon, còn 70% mình mới căng lại cái xích. Bữa hôm xúc á là xích trùng quá, mình bơm mỡ vào. Đây là cái lam được ủi 10 tấn. Đấy, mình đã Komatsu D50B. Động cơ là 4 xi lanh 3 ti. Đó, như các bạn là dân trong nghề biểu diễn mình đã thấy dàn xích cũng khá là ok. Động cơ mọi thứ đang hoạt động đang nổ. 4 xi lanh này các bạn thấy, D50B. Bình vọng đó mọi thứ cũng khá là ok. Dàn chân đây. Bên mình đang bán con xe này với giá là 269 triệu. Xe này là những công trường từ 5 đến 10 hecta thôi, rất là lớn. Để các bạn cứ yên tâm về công trình này. Đó, động cơ đang hoạt động bình thường. Dàn xích. Mình là chủ của con xe này. Con xe này hôm mình lấy từ Đức Linh Bình Thuận về, nay xong công trình rồi. Mình có một cặp con 05, có thể là anh thích nào đi một cặp 05 cũng được. Còn đây là con xe ủi. Mình giới thiệu cho anh em thấy. Máy móc hoạt động event hoạt động rất là ok, dàn xích rất là căng. Máy cô ráo không có mục mọt gì hết, tự nhiên xe công trình mà. Anh em để ý 3 ti, 1 ti, 2 ti. Đây là ti thứ 3, đây là cái ghế điều khiển. Đây là cái bình ắc quy mình cũng mới thay. Đây là cái bình ắc quy đó các bạn thấy không? Quay cho các bạn bình ắc quy. Mới thay hôm 13 tháng 4 2020, 21. Bình ghế, đây là bộ điều khiển. Đó, cái này là côn, thân ga, hai lên xuống, còn kia là lên cái lam. Còn đây là ga, cái này để cái ga các bạn, cái này là ga. Rồi, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ qua mình qua số điện thoại. Mình đã trên 0907939211. Mình là chủ của con xe này. Anh em có nhu cầu thắc mắc về muốn gì thì mình cứ sẽ gửi chi tiết cho anh em. Để anh em có thể... Nay mắt xích nó khá là rộng rồi, không phải sợ. Để anh em yên tâm về vấn đề chất lượng. Xe này thì liên quan tới cơ khí không à. Nó là tất cả là cơ hết. Thân ra rất là lành, không có gì liên quan tới thủy lực. Chỉ liên quan tới thủy lực, không có gì liên quan tới điện hết. Là anh em dành cho những anh em công trình từ 5 đến 10 hectare. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm kênh của Dũng Xe Tải và Cơ Giới. Xin chào, hẹn lại tiếp theo.